Trong giai đoạn tuyển mùa giải này, rất nhiều anh em đã hỏi mình rằng vị tướng rẻ tiền nào có thể gánh nổi trong tương lai? Có vẻ là những giáo án Exodia năm vàng hay nhật ký trong hang là hơi khó với những người mới. Để chiều lòng anh em, mình bắt đầu lao vào tìm kiếm những giáo án. Và đây sẽ là số đầu tiên của series Một vàng có gì vui, tập 1, siêu nhân laser. Bắt đầu trận đấu với một chiếc loại kim cương. Ôi giời ơi, thế này mà đánh một vàng để top 8 hay gì? Đấy là người khác thì sẽ nói như thế, còn mình là ai cơ chứ? Người chuyên làm những việc khó cơ mà. Nhìn qua thì chúng không có gì đặc sắc cho lắm. Vì là nâng cấp bậc cao nhất nên chẳng ngại gì mà không đổi. Làm nóng luôn là thứ gì đó ăn khớp với những bộ cờ reroll. AC là vị tướng đầu tiên lên cấp. Tôi chọn bạn. Thế chột là mảnh ghép tiếp theo của bộ cờ này. Vì sao ư? Cứ ngồi đấy, rồi tí mình kể cho. Bán đi những vị tướng thừa để tích mây đồng. Việc eco là rất quan trọng. Mảnh ghép tiếp theo sẽ là nguyên liệu của túi LV. Rồi sau đó là chưa thể kích thêm hệ nào với cái cửa hàng quỷ bắp. Đồ ăn hại. Số máu nhanh chóng tụt giảm không phanh. Ai đời làm nóng mà trông như thông thoáng bao giờ. Đi tới siêu thị để lấy về gậy quá khổ. Mặc dù đời đã quá khổ, cuồng đao là thứ không thể thiếu dành cho AC. Đối thủ lần này đủ mạnh để mình có thể lắp đồ. Mấy con hàng vệ binh tinh tướng nên chỉ để mỗi Nila lên đầu. 4-1, không gạch blank thì cũng sợ quên. Dù vẫn đối giải chỗ thua nhưng cũng được an ổn phần nào. Giả bột bất hạnh thông thoáng được kéo dài tới tận bãi đá. Lúc này mình đã tuyệt vọng tới mức chẳng thèm lên cấp. Đập đá một hồi thì cá sấu nở ra từ đây. Chắc là có hộ hàng với con thạch hầu thì phải. Ý chí cầu sinh được thắp lên khi cây cung thứ hai rơi ra. Cuối cùng là một chiếc vàng lẻ. Vòng 3 mở ra với chữ tuyệt hóa, cá sấu, thế chột, rồi đến gà Leo. Có vẻ hy vọng luôn đến với một người biết cố gắng. Không quá tự tin với số lượng tướng hiện tại, mình chọn phương án Sauron. Đứng ra xua sẽ kích hoạt hai hệ một lúc. Vì thế gà Leo mặc dù hai sao vẫn bị thay ra. Mở bát cho trận đầu tiên là đội ngũ báo con. 3/5 thành viên đều đi bốc họ để tránh mất quá nhiều máu. Cuồng cung được trang bị luôn vào ngay. Mặc dù đội hình thua thiệt về cấp độ nhưng chất lượng thì lại không kém. Số vệ tinh laser đã bù đắp lại chênh lệch giữa hai bên. Tuyến trên đang bị thiêu đốt bởi sức nóng từ giáp lửa. AC cần có đủ thời gian để phát huy cuồng đao. Tình hình có vẻ không quá lạc quan. Tuy nhiên đội bạn cần có thời gian di chuyển. Đến khi chúng tiếp cận được AC thì cũng gần như tàn tật. Có vẻ cả chỗ thua sẽ phải chấm dứt. Cá sấu chuẩn bị lên kệ hàng. Sau cùng hắn ta lại không muốn điều đó xảy ra. Áo cho bóng tối được ghép vào dây cuối, tự nhiên lại thành thua đẹp luôn. Sẵn sàng cho nâng cấp tiếp theo, khu giao dịch lại là một sự kết hợp hoàn hảo cho đội hình. Đồng thời còn nhận thêm 12 vàng để đầu tư. Bắt tạm Ethereum để thành lập đội đặc nhiệm. Manfi cũng cần được làm nóng. AC đang ủng hộ trở lại khi liên tục xuất hiện. Sức mạnh được gia tăng với Ethereum 2 sao. Cuộc truy tìm tội phạm ngay lập tức đã bắt đầu. Đây rồi, con nghẹo đây rồi. Một đối tượng cực kỳ nguy hiểm với 5 đạo trích từ rất sớm. Hắn ta đã đi vào con đường tà đạo. Sau một hồi vất vả chiến đấu, mình chỉ có thể giành chiến thắng với 2 chết. Phần thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ là những ngôi sao sáng. Đội hình được mạ bạc hoàn toàn. Lee Sin sẽ là mảnh ghép cuối cùng mình cần đến. Nhìn lại số trang bị thì còn đúng cái nịt. Đội hình lại chẳng có tướng gây sát thương diện rộng. Vì thế mình chọn giáp lưới để đúc ra giáp lửa. Chỉ là chớ chiêu thay, hang cho dần trở nên mắc kẹt. Manfi chưa thể được lên sân do lần đầu làm trận ấy nên còn khá bỡ ngỡ. Kết quả là bị mấy đứa vệ binh cho tinh tướng thêm lần nữa. Cứ chờ đấy để xem được bao lâu. AC không thể nhẫn nhịn thêm. Bộ giáp vàng đầu tiên đã xuất hiện. Lúc này đội hình cần phải được thay đổi. Bỏ bớt đặc nhiệm của quân cảnh, 3 anh em siêu nhân được tụ họp. Chúng sẽ tăng cho cả đội 20% sát thương, tăng thêm 5% cho mỗi tướng 3 sao góp vào trong đội hình. Đây là lý do mà bạn sẽ đang thấy họ trong nhiều giáo án sắp tới. Nhìn lại, cá sấu cũng đã 8 con. Tin rằng con hàng này sẽ tự ra trong tương lai. Cấp 6 được bật lên vì gia xua vẫn mang lại quá nhiều giá trị. Việc săn lùng con nghẹo được tiếp diễn. Phi vụ lần này cũng không kém là bao. Ông kẹ được trang bị tới 2 cái huyết kiếm. Máu đã nhúm đẩy đôi tay tội lỗi ấy. Đáng tiếc, hắn gặp phải mình. Sức mạnh của AC được đẩy lên một tầm cao mới. Mọi tuyến phòng thủ đều bị bắn thủng. Cuồng cung dọn bàn là nhanh. Một chiến thắng áp đảo hoàn toàn. Nhưng mọi chuyện mới chỉ là bắt đầu. Quân cảnh cao cấp được gửi đến là Seju. Cả đội được trải qua đặc huấn với đàn sói. 3 mảnh trang bị được đem ra làm phần thưởng. Rất may trong số đó là 2 cây BF. Tác dụng của Yasuo giờ là không lớn. Seju được đổi vị trí công tác. Kiếm tử thần sẽ là trang bị cuối cùng cho AC. Từ đó, cái danh hiệu Hoắc A ra đời. Đã đến lúc lấy lại những gì đã mất. Đầu tiên là cái chơi xấu năm xưa. Đội báo nhà nay còn báo hơn. Ven cũng được làm cái bát. Chỉ có Z là uy tín với ba đồ hoàn chỉnh. Gã lại không thể gánh nổi một mình với cấp độ 1 sao. Cây cung đã khóa chết mục tiêu. Hắn ta thoát nạn nhờ chiếc áo choàng, nhưng đồng đội thì không được may mắn như vậy. Từng người lần lượt gã xuống. Seju mở ra hàn mang lĩnh vực. Chúng đã phải trả giá cho sự kiện lần trước. Giờ là chiếc lõi cuối cùng của trận đấu. Đó là một nâng cấp anh hùng cấp độ 3 và 4. Seju được trang bị thêm nhà ngọc băng giá. Cô nhận thêm giáp, kháng phép và khả năng đóng băng toàn bộ sân đấu. Chưa nhặt hạt ngọc về để tránh kẹt hàng chờ. Xả tiền mạnh tay ở thời điểm này đặc nhiệm có vẻ là không cần thiết. Ezreal bị cho ra đảo. Con số 8 không thể cản bước chân ta. Chiếc còng xiềng xích bị phá vỡ. Thầy tu mù tu thành 9 quả. Cá sấu cũng được biến thành hàng hiệu. Quyết định này là đúng khi ông kẹ bắt đầu ghé thăm. Hắn tắt bật bút mây chai. Mọi chỉ số đều được gia tăng. Và chắc chắn
IQ cũng nằm trong số đó. Thứ uy hiếp tới gã là chiếc giáp lửa ngay lập tức bị dập tắt. Nhưng dù sao, song quyền có địch bá thủ, Zack mất quá nhiều thời gian cho tuyến trên. Chiếc hầm băng giá đã giam giữ hắn lại. Phước lành đã không còn đủ dùng, Hoắc A đã kết liễu thành công mục tiêu. Con heo đất được vỗ béo ngay khi về nhà. Với các đội hình nhiều bá sao, thì Solari không phải là quá tệ. Chẳng ai có thể cản lại sức mạnh của đội hình, dù rẻ nhưng không mạt. Chuỗi thắng cứ thế kéo dài tới hàng dòng lửa. Chậm rãi Ronald số lượng thức thừa. Thế chột cuối cùng đã chịu lớn. Chọn nước bắt từ túi trang bị để ghép lời thề. Nó sẽ giúp xe rùa sớm ngày ra chiều. Mình chọn phương án lên cấp thay vì Ronald bàn phai bà. Nó không mang lại quá nhiều lợi ích cho lúc này. Kẹp thêm linh vật bỏ bít tết để hồi máu. Khá chủ quan trong việc trích bài. Điều này khiến Hoắc A gặp phải nguy hiểm. Gã hacker đột nhập thành công. Dù chỉ là một sao, nhưng bản năng sát thủ vẫn là thứ cực kỳ đáng sợ. Hệt như Beckham vậy. Jack chỉ giỏi cớ lòng nhau. Cây cung duy nhất bị bẻ gãy. Hắn ta muốn trở lại cứu viện đồng đội. Chỉ là thứ đang đón chờ là những bộ giáp vàng. Giờ thì chú em muốn gì nào? Sau đó, không còn sau đó nữa. Cảm thấy khả năng cục đá hộ phách tiến hóa là không lớn. Đổi lại Solari cho Lee Sin để tối ưu trang bị. Còn lưu luyến gì tại đây? Lên 8 ở 5.3. Ezreal được trở lại sân cùng với Ne. Bò bít tết tạm thời ra ngoài làm nóng. Hiểm họa cấp độ 7 đã xuất hiện. Chúng chỉ còn thiếu mỗi bão quạ mà thôi. Oldenson còn nhận được nấc quá đặc biệt. Thiên thạch đã giáng xuống sàn đấu. Hoắc A liên tục phải chịu sát thương. Con mực đã nhắm đến cô ta. Chưa hết, sống thần cũng được triệu hồi. Rất may sát thương là chưa đủ. Kỳ băng hà được mang ra đáp lễ. Thời gian tranh thủ được không phải là quá lâu. AC phải nằm xuống ngay sau khi băng tan. Ngược lại, đội bạn cũng chẳng dễ chịu gì. Mối hiểm họa chỉ còn lại hỏa lươn vương. Hay ông nội nào có ngán con lươn này? Chà! Sút là vỡ alo ngay. Làm gì đấy? Giờ thì lại phải đi chợ. Chỉ còn sót lại chút đồ đạc cuối cùng. Bàn tay được lấy về dành cho thế chột. Cảm thấy việc hồi máu vẫn là cần thiết. Chị Sáu cùng bỏ bữa tết được quay lại sân. Bốn đấu sĩ theo đó mà kích hoạt. Cần lắm một đối thủ xứng tầm. Cầu được ước thấy ngay sau đó, đội hình Exodia năm vàng đã đến. Aphelios, Nunu, Soka Fit đồ 2 sao. Phía dưới là hai gã xạ kích được trang bị gì khổng lồ. Theo bạn, thì ai sẽ là người chiến thắng? Hãy like, share và để lại một con số may mắn cùng với tên người chiến thắng ở dưới comment. Mình sẽ quay số và chọn ra người may mắn với một quả trứng của 8. Thời gian làm nhảm đã hết. Giờ thì, are you ready? Gậy lốc được nhắm tới vị trí của xe rùa. Điều này giúp chúng không gặp phải khó khăn trong việc tích cuồng đào. Máy ủi Nunu đã chạm tới AC, nhưng nó lại không thể đi sâu vào trong team em. Giết chết yêu thương ở đây, thế là bỏ cuộc đi tìm tình yêu mới. Ở phía trên, Fiddle bị kích động thành công. Toàn bộ tiền phương lâm vào hoảng sợ. Cây trụ trời đã đổ xuống, nhưng sát thương vẫn chưa thấm vào đâu. Đợt sống thần chỉ đem lại chút kho báu. Kỳ băng hà lúc này đã bắt đầu. A khóa mục tiêu cực kỳ chuẩn xác. Này giã kích này, mình có được trận thắng áp đảo trước hạt giống top 1. Sức hút này đã đủ để Ugot phải cua cua. Vậy thì giờ hãy cùng thử sức với những bộ giáp vàng khác. Vệ binh tinh tướng, chúng trông khá tín về chất lượng. ISO 9001/2000, nhưng phải đánh thì mới biết được. Những gã pháo hôi nhanh chóng bị diệt trừ. Xe rùa bị kích thích từ sớm. Mùa đông ập đến bất chợt, băng hỏa song hành. Nila bị giảm mất đi khả năng hồi xuân. Dù vậy, sự lì lợm của cô ta vẫn rất lớn. Reo vẫn là một tấm khiên vững chãi. Giờ thì xem đao của ai cuồng hơn. Mà đừng quên, Hoắc A vẫn còn cuộc cùng. Tốc độ dọn bàn đã nhìn hơn một bậc. Cộng thêm tầm đánh châu cao, mắt Zeho đã khóa được vị trí của Kai'Sa từ sớm. Và đó là lúc cuộc chiến phải khép màn. Chào bạn. Kết thúc vòng 6 với tố đồ hoàn chỉnh, mình chọn giáp máu để ra cố hàng thủ, cấp 9 thẳng tiến. Dự báo thời tiết hôm nay có mưa, Janna được đưa lên hàng 2 vì hiệu ứng tăng mana. Trích bài vào giây phút cuối cùng. Hoắc A ngay lập tức được đưa đi tránh lũ. Hiểm hỏa đã trở lại, chúng đã tăng trưởng khá nhiều với David 3 và Ugot 2. Hắn ta còn đặc biệt chuẩn bị tới hai cái gì khổng lồ của Lệ Vi. Chiến trường nhanh chóng trở nên loạn lạc, đủ mọi thiên tài đã giáng xuống. Hoắc A khá an toàn ở đầu trận chiến, cho đến khi virus cổ đại Vanguard tan băng vẫn là hiệu ứng khó chịu ấy. Chỉ là sát thương còn kém. Ugot chưa thể đục thủng giảm tanh. Kỳ băng hà quay trở lại. Hello con rồng giữa mùa đông giá rét. Thời tiết trở nên rất là khô. Chúng phải thét lên nano. Hello bà già nghèo khổ giữa trời đông cô đơn. Vì nó rác. Đối thủ lúc này chỉ còn lại nhà Exodia. Ugot 2 sao sẽ là mảnh ghép cuối cùng với hiệu ứng đa dụng. Trận chiến bắt đầu. Bạn lóc đi Hoắc A của tôi. Tôi hất tung nguyên cái nhà bạn. Đây là điều chắc chắn xảy ra khi Ugot được tận dụng. Con bù nhìn phải gồng lên từ sớm. Thế chột theo đó lẹt vào được hàng sau. Chỉ một bán thôi cũng đủ để hắn ta biết rằng đừng bao giờ khinh thường tướng rẻ tiền. Sống thần kéo đến theo lời tiên tri. Aphe đang xuất khỏi trái đất. Mọi thứ sụp đổ như cách mà Mordor vẫn làm. Hai con linh vật chạy ra ngoài sân xem náo nhiệt. Mọi đau đớn đã đến lúc phải kết thúc. Mình giành top 1 với chuỗi 14 trận thông. Tổng kết: 1. 2 pro ở 4 nếu nhiều AC, hoặc slow roll ở 5. Ưu tiên cùn đào cho AC, còn lại là đồ tanh. Càng nhiều ba sao càng tốt, nhưng nếu AC 3 sớm thì không quá cần thiết. Cuối cùng, có thể xoay sang Aphe nếu lên được 9. Chúc các bạn thành công!
Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Chúc mọi người mạnh khỏe, leo lên vui vẻ và thành công. Cuối cùng, mọi người cũng đừng quên để lại cho mình một like, một share và bật nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo của mình.